Khi tâm bấn loạn, hãy mở chiếc túi này. 1. Tào Tháo dù bị coi là gian trá đến đâu cũng có bạn tâm giao. Lưu Bị dù tốt đến mấy cũng có người đối đầu. Đừng quá để ý tới những gì người khác đánh giá về bạn. Làm tốt những gì bản thân cho là đúng. Làm tốt những việc bản thân cần làm. Hãy bước đi vững chắc trên con đường mình đã chọn. 2. Cái gì là của bạn sẽ mãi mãi là của bạn. Nếu không phải của bạn thì cho dù có tranh đua, giành giật cũng sẽ mãi không thuộc về bạn. Trong sinh mệnh, nếu có thì cuối cùng sẽ có. Trong sinh mệnh, không có thì dù có cưỡng cầu cũng không được. 3. Không phải trò chuyện được với nhau là thích hợp ở bên nhau. Không phải hợp nhau thì có thể ở cùng nhau. Không phải có thể ở cùng nhau sẽ vĩnh viễn có thể ở cùng nhau. Cũng không phải vĩnh viễn ở cùng nhau mới là hạnh phúc. 4. Biến mất nhanh nhất là phong cảnh đẹp nhất. Tổn thương sâu sắc nhất là tình cảm sâu đậm nhất. 5. Trái đất đang xoay chuyển. Vậy nên một người vĩnh viễn không thể đứng mãi ở một chỗ xui xẻo. Cho dù hôm nay bạn có nghèo khổ, đói rách, nhưng sẽ có một ngày cá chép hóa rồng. 6. Ba nỗi buồn lớn nhất trong đời người: sống cùng với người mình căm ghét mà không cách gì thoát ra được. Người bạn yêu thương nhất rời xa bạn. Thứ bạn luôn muốn có nhưng không cách gì có được. Đạt được, buông bỏ được, không cưỡng cầu. Đó mới là sự phong phú, đa dạng đầy màu sắc của cuộc sống. 7. Thời gian giống như một tấm lưới. Bạn quăng lưới ở đâu sẽ có được thu hoạch ở đó. 8. Lý tưởng và hiện thực luôn có khoảng cách. Cũng may bởi chúng luôn có khoảng cách. Nếu không sẽ không còn ai nhìn thấy lý tưởng nữa. 9. Khi trưởng thành không phải là tâm hồn trở nên già đi, mà là khi nước mắt lưng tròng vẫn luôn giữ được nụ cười. Người ta khi trưởng thành sẽ học cách hiểu đời, không bộc lộ khuyết điểm, luôn lấy nụ cười để che lấp tất cả. Có những khổ cực, có những nỗi đau đớn cần bản thân dần dần tự tiêu tan. Đừng nên tùy tiện bày tỏ hết với người khác, bởi có những người sau khi nghe xong không những không thể san sẻ giúp bạn mà còn phóng to sự việc và gây tác dụng hoàn toàn ngược lại. 10. Tình yêu giống như cát trong tay. Bạn nắm càng chặt, nó sẽ chảy càng nhanh. Vậy nên buông lỏng người khác cũng chính là nới lỏng bản thân mình. Trời đến lúc thì sẽ phải đổ cơn mưa. Con gái đến duyên sẽ phải lấy chồng. Hãy đi đến cuối con đường cần phải đi. Dưa chín ép sẽ không mang lại vị ngọt. Tình cảm miễn cưỡng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. 11. Cúi đầu cần có dũng khí. Ngẩng đầu cần có sức mạnh. Làm người cần biết co, biết duỗi, ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể. Khi thuận lợi không phách lối, khi rơi vào nghịch cảnh vẫn không hề nổi giận. Nguyên nhân những khổ đau trên thế gian này. Phật ra giảng, đời người là bể khổ. Vậy cái bể khổ ấy là gì? Và điều gì là nỗi khổ lớn nhất trên thế gian? Nỗi khổ lớn nhất trên thế gian. Bốn tỳ khưu đang đàm luận nỗi khổ nào lớn nhất trên thế gian. Một người nói, điều khổ nhất trong đời là lòng tham và dục vọng. Khi lòng tham và dục vọng không được thỏa mãn thì khổ không sao tả xiết. Người kia nói, điều khổ nhất trong đời người là không được ăn no, bụng sôi ảo ảo, khổ ấy không gì sánh được. Một người khác nói, điều khổ nhất trong đời người là giận dữ. Hễ nổi cơn tam bành thì lửa giận hằn học
sẽ phun trào ra từ khóe mắt. Lúc này trong tâm rất khổ. Người cuối cùng nói: điều khổ nhất trong đời người là nhát gan. Trong tâm luôn phập phồng lo sợ, lo trước sợ sau, chẳng được an lòng dẫu chỉ một phút một giây. Vừa hay Đức Phật nghe thấy cuộc trò chuyện ấy, bèn giảng rằng: các con vẫn chưa nói ra được nguồn gốc thật sự của nỗi khổ, mà chỉ là cái nhìn thiên kiến theo những phiền não của mình. Trong các con có người chuyển sinh từ loài bồ câu tham luyến tình ái, bèn có ý niệm về dục vọng là khổ. Có người chuyển sinh từ loài chim ưng bị đói khát, bèn coi đói khát là khổ. Có người chuyển sinh từ loài rắn độc nên coi sự phẫn nộ là khổ. Có người chuyển sinh từ loài thỏ, bèn cho rằng sự kinh sợ là khổ. Kỳ thực, nỗi khổ lớn nhất trên thế gian này chính là có thân xác con người này. Làm người thì ắt phải chịu khổ. Muốn thoát khỏi bể khổ, duy chỉ có tu thân dưỡng tính. Vì sao Đức Phật lại nói con người có xác phàm là khổ? Chẳng phải cũng có câu rằng: thân người khó được, trung thổ khó sinh, đại pháp khó gặp, được cả ba điều hạnh phúc lắm thay, đó sao? Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng kỳ thực lại chẳng hề mâu thuẫn chút nào. Phật gia thường giảng rằng phản bổn quy chân, nghĩa là quay trở về với bản tính vốn có của mình, trở về với trạng thái thuần tịnh nhất, tinh khôi nhất của con người trước khi đến cõi thế gian. Chúng ta chắc hẳn cũng đều quen thuộc với hình ảnh quán trọ trần gian. Ý tứ trong câu này chính là con người vốn không phải bắt nguồn từ thế giới này. Từ xưa tới nay, khắp Đông Tây Kim Cổ, những câu chuyện thần thoại về nguồn gốc nhân loại đều kể rằng con người là do các vị thần của dân tộc mình sinh ra. Chúng ta đến thế gian mang theo sứ mệnh mà thần giao phó và hẹn ngày sẽ quay trở về. Nhưng khi rơi vào cõi hồng trần, những danh lợi tình đã khiến con người mê đắm tranh đoạt mà quên cả lối về. Thân người là để chúng ta có thể sinh sống tại cõi nhân gian, là để chúng ta hoàn trả tội nghiệp đã gây ra trong bao nhiêu tiền kiếp. Vậy nên mới nói có thân người là khổ. Nhưng nếu giữ vững sự chân thành, thiện lương và nhẫn nại giữa thói đời rối ren, thì mỗi chúng ta cách con đường chính đạo chẳng còn bao xa. Một bậc thánh nhân từng giảng rằng con người là anh linh của vạn vật, duy chỉ có con người mới xứng đáng được nghe chính pháp, đắc chính đạo. Nếu chẳng may thác sinh thành tảng đá, thì nghìn năm, vạn năm cũng khó có cơ duyên tu luyện. Vậy nên có thân người tuy khổ, nhưng lại có thể tu luyện quay trở về ngôi nhà chân chính của mình, thoát khỏi mọi nỗi đau trong cõi thế gian. Làm người thì ắt phải chịu khổ. Muốn thoát khỏi bể khổ, cách duy nhất chỉ có tu sửa tâm tính theo chính đạo và rèn luyện tẩy tịnh thân phàm, mới có thể phá mê và thăng hoa trở về ngôi nhà chân chính của mình. Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích, hãy cùng chia sẻ đến mọi người bạn nhé. Chúc các bạn luôn có một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.